Chào các bạn, mình là Muối Vương đây. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn để giải thích tại sao mình phải hơi nghiêng ngược cái xe lại để gọi là đánh lái ngược ấy, đối với xe hai bánh ấy. Thì đơn giản là khi các bạn vào cua ấy, thì buộc các bạn xe phải hơi nghiêng xuống. Nghiêng bên nào thì nó sẽ cua bên đấy. Mà khi muốn nghiêng được ấy, các bạn tưởng tượng nhé. Xe cái điểm trọng tâm của nó ở phần giữa này. Khi mà cái trọng tâm ở giữa ấy, mà các bạn muốn nghiêng nó sang bên này ấy, muốn cua sang bên bên trái này ấy, thì các bạn phải nghiêng cái bánh sang bên phải một chút. Nếu mà đi tốc độ cao thì cái sự nghiêng này nó rất là ít thôi, một tí nhẹ thôi. Thì các bạn đặt hơi dần nhẹ tay một tí nhẹ thôi, hơi đẩy một chút nhẹ nhẹ thôi. Thì lúc đấy khi mà vào nó hơi nhẹ nhẹ, sau đấy nó sẽ quay trở lại như này, nó tự động nó sẽ quay trở lại như thế này. Đó. Thì đấy là đánh lái nghịch, tại sao khi mà nó nghiêng xuống rồi ý, thì nó sẽ tự động nó sẽ quay trở lại. Thì các bạn thử đây. Khi mình lật như thế này, các bạn có thấy được chưa? Đó. Cái xe nó sẽ thay đổi trọng tâm. Chưa nhá. Đây là một điểm này. Kia là một điểm này, trọng tâm ở giữa này. Điểm A và điểm B này. Khi cái này hơi nhích sang bên này một tí thì cái trọng tâm nó sẽ nghiêng xuống bên này. Xuống bên này. Đó. Chứ các bạn nếu mà nhích sang bên này nó sẽ nghiêng sang bên kia. Đó. Các bạn thử tưởng đây là bánh trước này, đây là bánh sau này. Khi bánh trước nó hơi sang bên này một tí thì nó sẽ nghiêng xuống như này. Đây. Trọng tâm này, đây phần giữa nhá. Khi mình lệch ra này. Mình đang đi thẳng đúng không? Mình đang đi thẳng như thế này. Thì hơi lệch sang như này thì nó sẽ hơi nghiêng xuống này. Đây là giữa này, bánh trước, bánh sau này. Khi mà nó sang bên này một tí, sang bên này một tí thì nó sẽ úp xuống này. Thì nó sẽ đi vào cái cua. Mà khi nó vào rồi thì cái bánh nó không ngược nữa mà cái bánh nó sẽ vẫn hơi cua theo nhé. Nhưng quan trọng nó phải có độ nghiêng, bởi vì khi mà vào cua ấy, cái độ nghiêng không có độ nghiêng ấy, thì nó sẽ bị lực ly tâm nó văng ra ngoài, xe nó không vào cua được. Thì một lý do nhỏ nữa, đấy là các bạn để ý cái lốp nó hơi cái chéo. Lốp bao giờ nó cũng vạt như này đúng không ạ? Thì khi các bạn hơi đẩy một tí như này thì cái vị trí lốp này nhá, cái tay này hơi chéo này, vị trí lốp này này, khi các bạn hơi đẩy tay một chút như này, hơi đẩy một chút ấy, thì nó sẽ khiến cho cái lốp có cái vòng tròn như này, nó vòng tròn như này này, thì khiến cho cái lốp nó tiếp xúc cái chỗ phần thấp hơn, mà tiếp xúc phần thấp hơn thì nó sẽ chạm được cái bánh, cái phần này này, đàn đầu tiên nó tiếp xúc đây. Khi các bạn nghiêng thì nó sẽ tiếp xúc vào đây, thì nó sẽ cho cái xe các bạn nghiêng một cách dễ dàng hơn. Các bạn chú ý nhé, đầu tiên nó chỉ hơi lệch một chút, sau đấy nó sẽ quay trở lại như bình thường. Ok, để nó lấy cái độ nghiêng của cái xe thôi. Đối với xe máy thì khó nhìn thấy lắm, nếu mà làm nhanh. Nhưng các bạn tưởng là đánh lái nghịch nó cũng như thế nào, nhưng thực ra đây là hôm nay mình làm thầy vật lý bất đắc dĩ thôi. Thì nó đều là vật lý cả thôi. Khi bạn thay đổi cái bánh trước này, các bạn lệch sang bên này một chút thì nó sẽ lật úp xuống này. Các bạn tưởng tượng đây là phần giữa nhé. Cơ thể mình đang đứng này, mặt đầu mình đây, đầu mình đây. Yeah. Mình mà muốn nghiêng thì mình muốn cua thì mình cái đầu mình nhìn theo cái hướng đấy, đầu mình nhìn theo hướng đấy, vô tình cái đầu mình sẽ quay như này, trọng tâm nó sẽ lệch sang bên này, bánh trước sẽ hơi đẩy ra bên trên, hơi đi sang bên này một tí và bắt đầu nó lật vào, và bánh trước nó lại đi theo nhá, nó lật vào. Các bạn tưởng tượng nhá, đang đi thẳng này, cái đầu mình nghiêng nhìn theo này, nó sẽ lật sang này, và bánh trước nó sẽ trọng tâm phần giữa này. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Xem gió vậy thôi.